Jeffrey Dahmer, tên sát nhân được miêu tả bởi hai chữ, quái vật. Hắn luôn xuất hiện trong bảng xếp hạng những sát nhân hàng loạt tồi tệ nhất nước Mỹ. Điều khiến hắn khác biệt với những tên sát nhân khác, có lẽ nằm ở những điều bệnh hoạn hắn làm với thi thể của những nạn nhân sau khi giết họ. Biến thái, khủng khiếp và kinh tởm là những từ ta có thể dùng, nhưng chắc là vẫn chưa đủ để lột tả tất cả những gì hắn đã làm. Gần đây, Netflix đã sản xuất một bộ phim 10 tập về Jeffrey Dahmer. Tuy là một bộ phim điện ảnh, không phải phim tài liệu, nhưng đã được các tờ báo uy tín đánh giá là bám rất sát những tình tiết ngoài đời thật. Nhưng vì là phim, nên đạo diễn buộc phải thêm nhiều tình tiết và giảm bớt nhiều tình tiết để người xem có những trải nghiệm xem phim hấp dẫn nhất. Nếu coi phim, mình nghĩ bạn sẽ có một trải nghiệm điện ảnh hay và hiểu được góc nhìn của tác giả về vụ án này. Còn nếu bạn muốn có nhận định và góc nhìn riêng cho bản thân, thì hôm nay mình sẽ cùng bạn đi qua các chi tiết thật sự của vụ án và thử cùng nhau phân tích các vấn đề liên quan tới Jeffrey Dahmer. Đây là phần 1. Xin chào, mình là Bác Saber. Chúng ta cùng đến ngay với cuộc đời của Jeffrey Dahmer khét tiếng theo trình tự thời gian. Hắn sinh ngày 21 tháng 5 năm 1960. Mẹ của hắn là Joy Dahmer, được mô tả là một người bị trầm cảm và rất lạm dụng thuốc chống lo âu. Bà có dấu hiệu của bệnh tâm thần và bà rất xa cách con trai của mình. Ba của Jeffrey Dahmer là Lionel Dahmer, là một sinh viên ngành hóa học. Sau này ông là một nhà hóa học nghiên cứu. Vì phải học và làm nhiều nên ông rất ít khi ở nhà. Vậy là cả ba và mẹ hắn đều không dành thời gian cho hắn. Và cả hai người ấy cũng không dành thời gian cho nhau. Họ luôn cãi nhau. Tuy nhiên hắn đã thân với ba hơn dù ít được gặp ông. Nhưng điều đáng lo lắng là hắn thân với ba hắn vì hai người thích cùng nhau mổ xẻ những xác chết thú vật ở nhà kho. All I know is that I wanted to see what the insides of these animals looked like. Từ rất nhỏ, Jeffrey đã cùng ba mình nhặt xác những con thú chết ở gần nhà về để mổ xẻ và nghiên cứu. Ba hắn cho rằng đó chỉ là nghiên cứu khoa học. Hắn đã lớn lên với một tuổi thơ thiếu tình cảm gia đình và lớn lên với những hình ảnh về việc mổ xẻ. In ninth grade, in biology class, we had the usual section. Tới trung học, Jeffrey Dahmer được cho rằng có dấu hiệu của nghiện rượu bia khi mới 14 tuổi. Có nhiều lần hắn còn uống bia khi đang ở trong lớp học. Chúng ta hãy cùng ghi nhớ vấn đề nghiện rượu của hắn, vì đây gần như là chất xúc tác lớn nhất khiến hắn trở thành con quái vật sau này. Cũng trong thời gian trung học này, Jeffrey nhận ra mình là người đồng tính. Hắn thích đàn ông và có xu hướng thích kiểm soát hoàn toàn trong chuyện tình dục. Tuy nhiên do hắn vẫn nuôi sự yêu thích với việc mổ xẻ từ nhỏ tới lớn, các ham muốn tình dục kiểm soát đã hòa lẫn với sự yêu thích mổ xẻ. Sau này hắn khai nhận, trong thời gian trung học ấy, nhiều lần hắn đã từng thủ dâm và tưởng tượng ra việc giết người, mổ xác. Ta có thể thấy rõ ba vấn đề ở giai đoạn đầu đời của Jeffrey Dahmer: thiếu tình cảm gia đình, yêu thích việc mổ xẻ và nghiện rượu. Ba vấn đề đã lập tức cho ta thấy hệ quả xấu trong tâm lý của hắn. Hắn bắt đầu có những suy nghĩ và tưởng tượng lệch lạc, biến thái. Một tài liệu nghiên cứu của FBI nói rằng hầu như tất cả các sát nhân hàng loạt đều bắt đầu từ việc tưởng tượng ra hành vi giết người. Những tên giết người hàng loạt sẽ nuôi các tưởng tượng đó trong một thời gian rất lâu và các tưởng tượng ngày càng mạnh dần. Những tên giết người hàng loạt thường tưởng tượng về việc giết người trong nhiều năm trước khi thực hiện vụ án đầu tiên.
Vì vậy, nếu bạn cũng có những suy nghĩ và tưởng tượng về việc bản thân giết người và cảm thấy hứng thú, hãy biết đó là một điều rất tệ. Hãy bản lĩnh lên và tìm cách ngừng lại những tưởng tượng ấy sớm nhất có thể. Cùng quay lại với Jeffrey Dahmer. Và giờ chúng ta sẽ đến với vụ án đầu tiên của hắn. Đầu năm 1978, ba mẹ hắn ly hôn. Ba của hắn bỏ đi nơi khác sống. Mẹ của hắn giành quyền nuôi con nhưng cũng bỏ hắn lại một mình và cũng đi nơi khác sống. Vì bà cho rằng hắn đã đủ 18 tuổi nên có thể tự lo cho bản thân được. Vậy là từ đầu năm 1978, hắn đã phải tự sống một mình trong căn nhà của gia đình ở Ohio. Tháng 5 năm đó, Jeffrey Dahmer tốt nghiệp trung học. 3 tuần sau khi tốt nghiệp, hắn thực hiện vụ án đầu tiên. Ngày 18 tháng 6 năm 1978, Jeffrey Dahmer tình cờ gặp Stephen Hicks, 19 tuổi, trên đường. Stephen muốn đi nhờ xe đến một buổi hòa nhạc diễn ra tại Ohio. Nảy sinh ham muốn tình dục với Stephen, Jeffrey đã mời anh lên xe và dụ được anh về nhà mình uống vài lon bia vì chưa tới giờ diễn. Tuy nhiên, sau vài tiếng trò chuyện, uống rượu và nghe nhạc tại nhà riêng, Jeffrey biết được Stephen là trai thẳng, anh ta thích các cô gái. Rồi khi chàng trai trẻ xấu số này muốn rời đi để tới buổi hòa nhạc, Jeffrey Dahmer đã không để điều đó xảy ra. Sáng ngày hôm sau, Jeffrey tiến hành việc phi tang xác chết một cách tàn bạo. Ta biết được vụ án và các tình tiết do chính Jeffrey Dahmer khai báo sau khi bị bắt. Hắn đã giữ lại toàn bộ thẻ công dân của những nạn nhân. Cảnh sát đã cho người khám nghiệm căn nhà tại Ohio và tìm thấy những mảnh xương đúng như lời khai của tên sát nhân. Nếu hắn không khai ra, vụ án đầu tiên này có thể sẽ không bao giờ được biết đến. Sau lần ra tay này, tên sát nhân đã sống tiếp bình an trong 6 năm trời mà không hề bị một ai nhắm tới hay nghi ngờ. Đây là tiền đề hoàn hảo cho tên sát nhân biến thái, để rồi 6 năm sau, khi không thể kiềm chế được nữa, hắn đã ra tay một cách điên loạn và liên tục, tước đoạt thêm 16 sinh mạng vô tội. Chúng ta sẽ đến với những vụ án liên hoàn ấy ở phần 2. Còn bây giờ hãy cùng mình phân tích tâm lý của hắn một chút thông qua những thông tin ta vừa có được. Điều đầu tiên mình muốn khẳng định trước đó là Jeffrey Dahmer về bản chất đã là một người mang tâm lý rất không bình thường. Nếu bạn tìm hiểu sâu về vụ án, bạn sẽ thấy những chuyên gia và những nhà nghiên cứu hồ sơ chuyên về nghiên cứu sát nhân hàng loạt cũng không thể lý giải được điều gì đã thật sự diễn ra trong đầu của hắn. Because even the experts and profilers who studied serial killers are baffled by why they do it. Ba mẹ hắn đương nhiên cũng gánh chịu nhiều nỗi đau và trách nhiệm khi sự việc xảy ra. Nhưng những ảnh hưởng xấu họ tạo ra cho hắn thuở nhỏ không phải là nguyên nhân chính hình thành nên con quỷ này. Đó chỉ là thứ tác động thêm vào. Một con người bình thường khi rơi vào hoàn cảnh như hắn, thậm chí là tệ hơn, cũng không trở nên tồi tệ như vậy. Hắn là một trường hợp dị biệt và tồi tệ nhất. Chúng ta sẽ cùng phân tích những thứ đã tác động xấu đến tâm lý của hắn để cùng rút ra những bài học, chứ không phải là đi tìm thêm người để đổ lỗi. Qua những ghi chép về cuộc sống ngày xưa của Jeffrey Dahmer, ta có thể thấy rõ ba thứ tác động xấu lên tâm lý của hắn. Đó chính là sự bỏ rơi của cả ba và mẹ, sự yêu thích mổ xẻ đến từ người ba và chứng nghiện rượu bia. Sự bỏ rơi đã trở thành nỗi ám ảnh của Jeffrey Dahmer. Ở vụ án đầu tiên trên, tên sát nhân đã mất kiểm soát và ra tay. Khi đối tượng của hắn muốn rời đi, hắn đã giết anh ta vì không muốn anh ta rời đi. Cuối cùng, hắn còn rải xương xung quanh nhà như một cách để giữ nạn nhân ở lại mãi mãi bên hắn. Sự yêu thích mổ xẻ cũng trở thành nỗi ám ảnh của tên sát nhân. Hắn đã yêu thích việc mổ xẻ những con thú từ rất nhỏ và việc mổ một xác chết người thật đã trở thành ước mơ của hắn. Chứng nghiện rượu chính là chất xúc tác khiến hắn có thể dễ dàng hơn khi ra tay tàn bạo. Chúng ta cùng đến với chứng rối loạn nhân cách ranh giới. Một số triệu chứng của bệnh tâm lý này là khi bệnh nhân cảm thấy rằng đang bị bỏ rơi hoặc bỏ mặc, họ cảm thấy sợ hãi hoặc tức giận cao độ. Khó kiểm soát sự tức giận
và thường trở nên tức giận dữ dội. Về nguyên nhân của chứng rối loạn nhân cách ranh giới, ta thấy có nguyên nhân về những căng thẳng thời thơ ấu. Những triệu chứng và nguyên nhân trên thật sự rất trùng khớp với trường hợp của Jeffrey Dahmer. Vậy nên nhiều nhà tâm lý đã chuẩn đoán rằng hắn mắc chứng rối loạn nhân cách ranh giới. Tuy vậy, vẫn có một điều kỳ lạ ở hắn không đúng với căn bệnh trên. Thông thường, bệnh nhân bị rối loạn nhân cách ranh giới thường tự hủy hoại bản thân để đạt được mục đích tạo sự thương hại ở đối phương. Nhưng ở Jeffrey thì không như vậy. Hắn hủy hoại người khác để họ không bỏ đi được. Hắn có một sự tàn nhẫn và liều lĩnh vượt xa khỏi chứng rối loạn nhân cách ranh giới. Còn một điều vô lý rất lớn nữa ở tâm lý của Jeffrey Dahmer. Đã có lần, có bác sĩ tâm lý cho hắn kiểm tra chứng thái nhân cách và hắn thậm chí chưa đạt tới ngưỡng là người thái nhân cách. Thật là kỳ lạ khi một tên giết người hàng loạt biến thái và tàn độc như vậy lại không mắc chứng thái nhân cách. Vì những điểm mâu thuẫn trên, tâm lý của Jeffrey Dahmer vẫn luôn là thứ mà các nhà nghiên cứu tâm lý học chưa giải thích rõ ràng được. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích thêm về tâm lý của hắn qua những vụ án ở phần 2, 1/2 đẫm máu, hôi tanh và biến thái tột độ. Phần 2 sẽ có sớm thôi. Lời cảm ơn chân thành đến các bạn đã donate cho mình. Mình vừa cho ra mắt Rebastard, một hãng thời trang truyền tải những thông điệp ý nghĩa. Hãy ghé thăm và ủng hộ mình nếu các bạn thấy thích mình hoặc thích những sản phẩm của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại. Mình là Bass Saber. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never...